Ừ, trước hết thì tôi xin cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian dự cái webinar thứ hai trong cái chuỗi chuyên đề sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thì trong cái webinar này như thông báo là chúng ta sẽ tập trung vào hai cái mảng, đó là cái mảng công tác đào tạo và công tác phát triển chuyên môn. Thì tôi đã chuẩn bị các cái tài liệu và các cái câu lệnh để chúng ta thực hành trong cái khóa học sử dụng Moodle và ứng dụng công nghệ thông tin. Thế bây giờ tôi xin mời các thầy, các cô chúng ta là quay vào trong cái khóa học đây, đó là sử dụng Moodle và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Không biết là các thầy cô có thấy cái màn hình chia sẻ nó lên chưa nhỉ? Để tôi kiểm tra xem. Rồi, chắc là chia sẻ nguyên cái màn hình như thế này là dễ nhất. Ok. Rồi tôi sẽ mở lần lượt các cái hoạt động để chúng ta thực hành. Bây giờ các thầy cô kéo chuột xuống dưới và cái hoạt động đầu tiên ở cái webinar này đó là chúng ta sẽ dịch các cái quyển ebook bằng cái công cụ Google Translate như là trong cái webinar nào tôi có nói đấy, thì là chúng ta có thể dùng các cái công cụ dịch trí tuệ nhân tạo hiện nay đó rất là mạnh. Đó là một quyển sách 500 trang nó có thể dịch chỉ trong vòng 1 phút là xong, mà nó giữ nguyên được tất cả mọi định dạng. Thế bây giờ tôi nhờ các thầy cô bấm vào cái đường link này Translate OER, tức là Open Educational Resource Textbooks Courseware Course Online. Thì trong cái trang này đó tôi đã đặt các cái đường link, đây chỉ là mới là một số đường link thôi, vẫn còn rất nhiều các cái tài nguyên nó được mở khác đang chờ các thầy cô khám phá trong cái chuyên đề tiếp theo do thầy Nguyễn Trung Nghĩa là chuyên gia về giáo dục mở, thầy sẽ giới thiệu. Nhưng mà cơ bản là như này, thầy cô hiện nay có rất là nhiều sách giáo trình và các cái đề cương môn học ở gần như tất cả các cái ngành học được chia sẻ miễn phí ở trên mạng. Chia sẻ miễn phí ở đây là gì? Nó theo các cái license về gọi là open resource, có nghĩa là các thầy cô hoàn toàn được sử dụng mà không lo lắng gì về chuyện bản quyền cả. Đó, nó nằm trong public domain luôn. Đấy, thí dụ như bây giờ nhé, các thầy cô bấm vào cái đường link cuối cùng này nè, để các thầy cô tìm một số cái kho đó. Đấy, bấm vào đường link cuối cùng thì nó sẽ ra cái trang OER như thế này. Đấy, thì cái này nó được xây dựng bởi Liên minh châu Âu trong rất nhiều năm và hiện nay cũng có nhiều trường đại học Mỹ họ tham gia nữa. Thế thì chúng ta sẽ thử tìm một số quyển sách nhé. Các thầy cô bấm vào là tôi là Open Textbooks đây này, bấm vào cái đường link Open Textbooks. Đấy, thì nó sẽ dẫn các thầy cô đến một loạt đó nào các cái trang mà các thầy cô có thể tìm các cái sách giáo trình nguồn mở. Và tôi được báo là trường ta hiện nay đang rất là khó khăn về cái vấn đề sách giáo trình. Thế thì nếu mà chúng ta không mua được, chúng ta cũng không có biên soạn kịp. Đấy, thì cái cách rất tốt đó là chúng ta sử dụng những cái sách giáo trình của các cái trường đại học lớn. Đây này, các thầy cô thấy không? Đây là toàn những trường đại học có tiếng ở trên thế giới, họ chia sẻ vào những cái kho giáo trình nguồn mở. Đấy, thí dụ như bây giờ tôi bấm vào cái Brown Subjects này ha. Đấy, cái này mới chỉ là một nguồn đấy, nào còn lại ở đây thì có rất nhiều nguồn. Tôi tìm một quyển sách đi, ví dụ như cái lĩnh vực của chúng ta là lĩnh vực khoa học xã hội đó, và tôi thấy là trong cái ngành ví dụ như kinh tế nên là có thể là chúng ta cần chỗ nào đấy, thì tôi bấm vào Social Sciences và tôi chọn Economics.
Đó, thì sách này sách giáo trình mới này của trường trường nào tôi cũng chưa biết nữa, nhưng mà mới vừa mới ra luôn vào năm 2023. Đó. Rồi Advanced Macroeconomics này. Đấy, ví dụ như đây, tôi muốn tải cái chỗ này để dịch nhé. Đó, có thể cô thấy không? Đó, mọi thông tin chi tiết về sách có này. Và nó bảo là sách này là được chia sẻ theo kiểu là Creative Commons. Tức là các thầy cô đừng có đem đi bán là một. Cái thứ hai nữa là khi sử dụng á, đấy, thì các thầy cô đừng có đặt tên các thầy cô vào đây, bảo đây là sách của tôi. Đúng không? Còn lại đó là chúng ta dùng cái sách này là không vi phạm được bản quyền, điều này rất quan trọng. Mai mốt mà các thầy cô đi làm kiểm định, viết báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục cho trường nhé. Đấy, nếu như người ta có hỏi thì các thầy cô tự tin mạnh dạn các bạn là sách giáo trình này là sách mã nguồn mở, sách nguồn mở có bản quyền, là được chia sẻ, chúng tôi sử dụng rất là hợp pháp. Tôi tải cái quyển PDF này xuống này, bấm vào đây ha, PDF để tải. Đó, thì xem nào, sách này cũng có vẻ cũng cũng nhiều đây, 7, 8, 9, 10 bên rồi, mỗi thầy cô tìm cho mình một quyển sách nhé, để các thầy cô tải xuống là chúng ta mới thực hành được. Chà, cái quyển sách giáo trình này công bộ cũng vĩ đại ghê ha, nhiều nội dung. Để coi mở lên xem là bao nhiêu trang, 420 trang. Ok, một thử thách cho cái hệ thống dịch tự động. Rồi chúng ta xem nhé, đây là một quyển ebook 420 trang mà chúng ta dịch trong bao lâu ha. Nó có, hay thử xem cái chương 12 này. Sách này tôi thấy là quá tốt đi. Đấy, là rất là layout format rất là bài bản và nhìn là thấy là được biên soạn rất là công phu rồi. Thế thì bây giờ để dịch cái này nữa thì các thầy cô dùng một công cụ mà lâu nay các thầy cô không biết là có để ý không thôi, đó là Google Translate. Bây giờ là nó cho chúng ta dịch luôn document, thế là các thầy cô chỉ chọn cái tab document này, và đây các thầy cô dịch từ sách này gốc là tiếng Anh, và bây giờ ví dụ như các thầy cô như tôi nói, dịch sang tiếng tiếng Hoa đi. Đấy, tại vì tôi nghe các thầy cô tiếng Hoa ở trường mình nói là đang thiếu sách giáo trình ghê lắm. Đấy, thì từ tiếng Anh sang tiếng Hoa nhé, rồi browse cho computer. Đấy, chúng ta mới upload quyển sách này lên. Nó bảo là cái này lớn hơn 10 MB thì không có upload được. Như vậy thì sẽ có hai cách đó nào, một là các thầy cô bị ném quyển sách lại, hai là các thầy cô chẻ nhỏ cái quyển sách đó ra thành hai quyển, hoặc là tôi tìm cái quyển nào đấy mà nó ít trang hơn. Thì quyển số 1 đây mới ra năm 2023 này. Đấy, bấm vào. Đây, nó đang load đây, để xem là bao nhiêu trang. Quyển kia thì hơi nhiều, thì mình sẽ xử lý bao nhiêu đấy nha. Quyển này 300 trang. Hy vọng là nó chúng ta có thể đổi tên thành là Economics for Life. Rồi, kiểm tra xem cái dung lượng của cái quyển sách này là bao nhiêu ha. Economics for Life 11 mê đấy, thử xem up lên nó có chịu không. Nó cũng vượt 10 mê. Thế bây giờ mình phải gọi là xử lý thôi. Rồi bây giờ đã tới nước này thì tôi phải hướng dẫn các thầy cô xử lý rồi chứ không gì hết. Bây giờ đó, cái quyển sách của người ta đang cái này ra để mà nó dịch
nó muốn mình cắt ra thành từng cái file ngắn một đúng không? Đấy, thì ở đây này tôi sẽ in cái này ra thành trang 1 trên trang 200 đi. Đấy, dùng cái phần mềm in PDF ấy. Và lần này chúng ta in là bằng Adobe PDF đó nè, từ 1 đến 200. Đấy, và tôi đặt cái quyển này là Advanced Economics trang từ 1 cho đến 200, hay là Part 1 đi, phần 1. Đấy, thì đây nó đang chạy như thế này. Nhưng mà kiểu in này thì không biết là nó có làm cái size nó nhỏ đi được hay không. Rồi đó, in ra thành nó chỉ có 1.400 cái khoảng độ có một mười mấy à. Như vậy á, có nghĩa là vậy là cách nén như thế này nhá. Đấy, các thầy cô làm như thế này này, file tôi in luôn thành một quyển luôn, nó cũng nhanh thôi. Đấy, các thầy cô ôn luôn và print, chúng ta chọn cái máy in trên máy của tôi thì tôi cài các phần mềm in, nhưng mà chắc là máy các thầy cũng có những cái này Adobe PDF. Đấy, và quyển này ha, tôi đặt tên cho nó là đã resize. Đấy, tức là cũng có 400 trang thôi nào. Và như ta thấy đấy, nó xuất ra khá là nhanh thôi. Và sau đó chúng ta sẽ upload cái quyển này lên. Rồi, đối với các thầy cô nào mới vào ha, thì tôi đang demo cho các thầy cô cái cách nè, chúng ta tải một cái quyển sách giáo trình, mãn một giáo trình gọi là tài nguyên giáo dục mở, phải không? OER, Open Educational Resources. Và hiện nay có cả triệu sách giáo trình như thế này trên mạng, chúng ta cố gắng tận dụng. Bởi vì có một số thầy cô khi đi làm kiểm định thì bảo với tôi là không biết trả lời thế nào khi mà làm kiểm định, họ bảo là sách này có bản quyền hay không. Đấy, thì khi dùng những nguồn này chúng ta tự tin với mạnh dạn bảo là có bản quyền. Đấy. Rồi đấy, thì tôi vừa mới resize lại từ 20 mê xuống còn 3 mê khoảng là gigabyte. Và bây giờ tôi sẽ up cái quyển sách 400 trang lên nhé. Đây, resize này, 3 mê. Rồi đây nhé, chúng ta chọn là tiếng Anh này sang tiếng Trung Quốc, cái kiểu gọi là giản thể đó. Thì với 500 trang này thì chắc nó dịch cũng cỡ khoảng độ 1 phút. Đấy, thì chúng ta chờ một chút. Rồi các thầy cô thực hiện cái việc mà tải sách và dịch cái này nữa thì các thầy cô thấy có cái khó khăn gì không ạ? Đấy nhá, tôi nói lại ha, các thầy cô vào có nhiều trang lắm, nhưng đây là một trang đó nào. Và các thầy bấm vào đây và chọn Open Textbook thì chúng ta sẽ ra rất nhiều các cái size. Ở đây thì tôi vừa mới chọn cái size là Open Textbook Library này. Và trong này này thì nó có rất nhiều sách đó nào. Giáo trình mã nguồn giáo trình tài nguyên giáo dục mở, tôi biết của em gọi là mã nguồn mở. Rồi đối với lại Google Translate thì nó không cho mình upload file quá 10 megabyte. Thế thì tôi xử lý bằng cách là này lại bảo là quá 300 trang thì là nó không chịu. Rồi, vậy thì up lại cái phần 200 trang đi, thôi phải chịu khó chia ra ha. Cái này tôi chia ra thành gọi là phần 1, phần 2 vậy. Thì nói chung cái cách mà chúng ta chia đôi quyển sách, chia ba quyển sách hay là chúng ta nén file thì các thầy cô thấy là cũng không có khó khăn gì cũng nào. Chúng ta cứ mở Adobe
Acrobat Reader lên, rồi chúng ta bấm lệnh print, và chúng ta print, chúng ta chọn cái print đó là Adobe đây này. À, đấy, các thầy có bấm vào ha, file print đấy, và printer thì thay vì máy in vật lý của tôi đây thì tôi chọn là Adobe PDF, thế là nó in ra đấy. Thì ở đây nhé, đấy tôi nói lại, tôi in 200 trang thôi, từ trang 1 cho đến trang 190 chẳng hạn, tôi gọi là part 1. Mày có thể có thấy chưa, nó đang convert ra rất là nhanh thôi. Rồi ở đây quyển sách này các thầy có thấy nè, đúng 1 phút là nó dịch xong được cái phần 1, 200 trang đầu tiên. Là bây giờ mở lên các thầy cô sẽ thấy là ta chúng ta có được đó là một quyển sách giáo trình Thế thì cái này nó không chỉ giới hạn trong cái việc mà dịch sách giáo trình, mà các thầy cô có thể phục vụ các cái công việc cá nhân của mình ha. Ví dụ như là tôi dùng nó là dịch subtitle phim đấy, rồi làm khá là nhiều những cái việc khác. Đây là. Cái này mới đầu mở thì nó phải mất một ít thời gian để nó xử lý các cái file nén. Rồi cái quyển dịch xong rồi mà không hiểu sao tôi mở ra nó vẫn có vấn đề hiển thị, để tôi kiểm tra lại. Lần trước thì dịch nó suôn sẻ lắm, mà lần này dịch nó có vẻ hơi mất thời gian một chút. Rồi, nó ngồi chờ lại nhé, tự coi cái file gì. Nhưng mà nói chung là cái Google Translate này nó cho chất lượng dịch rất là tốt đấy. Cái này dịch 15-20 giây là ra. Đó nào. Rồi. Rồi, đó. Ví dụ như cái quyển kia tôi nghĩ là do cái lỗi nó đang xử lý nén như thế nào đấy. Nhưng quyển này này, thì dịch một cái là nó ra khá là ok đó.
Đó, thì tất nhiên các cái hình ảnh thì nó giữ nguyên. Một phần có thể là do cái lúc mà in chúng ta nén ra quá nhiều. Ví dụ như bây giờ thử một cái là cái print engine khác ha. Từ trang 1 đến trang 190. Đó, thì dùng một cái máy in khác xem nó như thế nào. Rồi đồng thời đây tôi thử tải một cái quyển sách mới đi. Cũng là Open Library Brown Subjects, và chúng ta chọn ví dụ như trong cái lĩnh vực Accounting. Đấy, Principles of Accounting, cái này có hai tập, thử xem tập 1. Download PDF. Sách này nó còn vĩ đại hơn nữa, nó có 1.000 trang nữa. Đấy, xử lý nó còn lâu, nhưng mà các thầy cô thấy không, sách nguồn mở nhưng mà nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Rồi còn có một cái cách xử lý khác á, là các thầy cô có thể convert cái quyển sách của mình sang bản Word bằng cách hoạt động là save as này. Từ file PDF này chúng ta save sang Word.
rồi sau đó chúng ta cũng có thể là dùng cái file Word này để xử lý. Rồi nãy giờ có thầy cô nào đã gọi là convert được bằng cái Google Translate là thấy ổn chưa? Rồi đó, thì những lần mà tôi convert file ấy, thì cứ dùng cái công cụ Google Translate này và mình up cái file ebook lên là nó sẽ xử lý được. Đấy, nhưng mà cái gọi là thích nhất ở cái trang OER này ấy, là nó cho chúng ta có được một cái nguồn tài nguyên giáo dục mở, phải nói là rất là hữu ích. Rồi đây này, đấy các thầy cô thấy tôi vừa mới convert cái file Word, cái sách giáo trình nó ra file Word. Đây ha, đây. Bây giờ thì các cái máy xử lý cũng đều rất là tốt những cái chuyện convert như thế này. Đó. Nãy giờ thì mình không hiểu sao cái gọi là PDF viewer trên máy của tôi nó không có gọi là hiển thị các cái tài liệu dịch rất tốt. Thử lần này chuyển sang file Word và nhờ Google Translate nó xử lý lại. Rồi đó, thì nó dịch thì nhanh lắm, nói chung là nó dịch thì chừng 10-15 giây là xong. Đó, rồi. Hai cuộc thì tôi nghĩ là chắc là ok. Đấy, các thầy có thấy không? Bây giờ thì ngon lành rồi. Đấy, mục lục này. Ở trên dưới này là các cái nội dung tất nhiên đấy là dịch từ các cái thứ tiếng khác ra tiếng Anh á, thì bao giờ chúng ta đọc chúng ta thấy cái chất lượng tiếng Anh nó viết rất là tốt. Còn lại từ tiếng Anh mà ra các cái ngôn ngữ khác ấy, thì nó cũng tạm dùng là gọi là để đọc hiểu thôi. Chứ còn nó không, tôi nghĩ là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay tiếng Trung á, thì nó vẫn không thể nào mà tốt như người được đâu. Rồi, thôi như vậy là chúng ta dừng cái phần demo dịch sách giáo trình ở cái hoạt động này ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chuyên đề chính này, đó là sử dụng ChatGPT. Thế thì tôi nhờ các thầy cô làm cái hoạt động này nhé. Các thầy cô mở ChatGPT của mình lên. Đấy, và ở đây này tôi đã đẹp sẵn những cái prompt hay những cái titles. Nào, thế bây giờ tôi mời các thầy cô này, chúng ta dùng cái này nhé. Đấy, đây là cái câu lệnh này. Đôi lúc câu lệnh mà nó dài quá tôi sẽ để trong cái phần mô tả dưới. Đấy, write a college level course description for cho môn học gì đó. Giờ tôi thử nha. Chúng ta mở ChatGPT lên này. Thế thì trong công tác đào tạo đây là việc mà các thầy cô hay làm đó nào. Đấy, kiểu như là cho tôi mô tả khóa học của cái môn chẳng hạn như là Computational Linguistics course. Thì các thầy cô sẽ có được cái phần
computational linguistics. Ủa, sao tự nhiên nó là hơi bị chập chen à? Rồi là thấy tôi nhập liệu vào thì nó lại bảo là nó không tìm được cái phần nhập liệu. Rồi tôi hiểu rồi, có thể là do cái màn hình mà tôi đang record cho nên là nó có vấn đề. Hay là thử mở cái trình duyệt mới lên xem. OK, đó. Tôi hiểu rồi. Cái trình duyệt Google Chrome của tôi nó đang có vấn đề, cho nên là lúc nãy tôi upload thả nào lên dịch nó cũng không có được suôn sẻ lắm. Nhưng mà khi mà các thầy cô cho một cái phần mô tả như thế này đó, đấy thì các thầy cô thấy không? Nó rất là chi tiết nhé. Nhưng mà nếu mà các thầy cô thấy như thế này là nó quá mức cái yêu cầu của mình, thì các thầy cô có thể yêu cầu nó là make it shorter, ngắn thôi. Đó là thì nó sẽ viết lại và viết ngắn hơn. Rồi, thế bây giờ sau khi mà có được cái kết quả, tắt cái này đi cho nó dễ nhìn. Cái hoạt động này xong rồi đó nè. Đấy, thì tôi nhờ các thầy cô bấm vào đây nhé, add discussion topic. Nào. Các thầy cô dán này, cái thứ nhất đấy là cái câu lệnh mà các thầy cô dùng. À, cái thứ hai là cái kết quả cuối cùng mà các thầy cô đạt được. Đó nào. Cái này cũng là để cho các đồng nghiệp của mình thấy được cái cách sử dụng ChatGPT phục vụ các cái công tác của mình luôn. Nào, tôi nhờ các thầy cô mà đang theo dõi đấy, các thầy cô giúp cho tôi thêm một hai cái post nữa vào trong cái hoạt động đầu tiên này nè. Rồi, các thầy cô mở ra sẽ thấy cái hoạt động đầu tiên tôi mở ra đây ha. Write college level course description cho một cái môn học ở đấy. Đấy, thế thì việc đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng ChatGPT để chúng ta viết cái mô tả môn học. Cái này là cái việc đơn giản mà tôi nghĩ là các thầy cô làm thường xuyên, dán vào trong cái diễn đàn đấy, chị Thiều đây này, cái diễn đàn ở trong cái chương tập huấn đây này, trong này nó có một cái diễn đàn đấy, thì chúng ta vào trong đây này, cái diễn đàn này, này bấm vào new discussion topic, mở một cái topic ở trong này ra. Rồi đấy, như ở đây này tôi thấy của thầy Sinh là có rồi nè, của cô Trà có rồi nè. Đấy, thì thầy Sinh ra lệnh là viết một cái course description cho môn human resource management. Wow, là nó cho mình sẵn luôn cái objective rồi course structure, assessment methods, rồi textbooks, thứ này nọ luôn đó nào. Đó, thì bây giờ coi như là
mình chỉ việc ngồi mình phải là biên tập lại cho nó tốt hơn. Rồi, bạn Đức Anh dán vào trong cái đừng đừng có dán vào trong cửa sổ chat, dán vào trong cửa sổ chat nó dài quá. Dán vào trong cái forum này để tôi muốn ý của tôi muốn là sau này đấy còn có rất nhiều những các thầy cô khác là sẽ vào đây xem lại thì người ta vừa xem một câu lệnh, người ta vừa thấy được à dùng câu lệnh này ra là kết quả như thế này. Đúng rồi. Bây giờ các thầy cô dùng cái câu lệnh tiếp theo nhé. À, cái forum tôi vừa mới mở đấy, tôi cứ mở từng cái một. Hôm nay tôi chuẩn bị rất nhiều những câu lệnh, có nhiều câu lệnh phức tạp lắm nhưng mà chúng ta sẽ khám phá từ từ. Và câu lệnh tiếp theo này đó là viết cái learning objectives cho một cái môn học nào đấy mà chúng ta gọi là sử dụng cái learning objective đấy ở cái thang tư duy Bloom là ở trình độ là creating. Ví dụ như đây nhé, tôi đưa vào cái thang tôi này, có thể cô thay cái môn học computational linguistics course. Cố gắng không có lỗi chính tả đó, cái này cô thấy chưa. Thế ở đây này tôi cũng chia sẻ như vậy ha, câu lệnh ở đây là rồi chúng ta copy này, chúng ta dán vào. Rồi ở đây tôi thấy cô anh Đào là đã làm rồi đâu, mã của cô Đào này. Đào ơi, learning objective for the title course. Title ở đây mình phải để vào cái tên khóa học thì nó mới chạy ra được cái nội dung của mình mong muốn. Ví dụ như là khóa học lập trình hay là cái khóa học, tức là nó phải có một cái tên ở đấy, ví dụ như là kinh tế học vĩ mô hay kinh tế học vi mô gì đó. Đó là đấy, như là tôi này tôi phải ra cái câu lệnh này cho cái môn học computational linguistics ở cái level là create, thì các thầy có thấy không, nó liệt kê ra mình rất nhiều những cái CNO. Tất nhiên là sau này mình sẽ chỉ chọn một hai vài cái thôi, nhưng mà ý tôi nói là trong trường hợp đó mà mình muốn thiết kế môn học mà đi sâu vào cái việc khai thác các cái động từ của thang tư duy Bloom đó, thì cái này rất là hữu ích. Ok rồi, các thầy cô làm rất là nhanh, cảm ơn các thầy cô. Bây giờ chúng ta sang câu lệnh tiếp theo nhé, tắt bớt nhanh. Rồi Bloom Taxonomy cái này thì thôi tôi cứ để mở ra dần dần, cái này thì không thực hành. Bây giờ chúng ta thực hành như này này, cái câu lệnh này là tôi cũng rất là thích dùng, là viết một cái classroom activities đấy mà giúp cho người học hiểu một cái khái niệm ở đấy trong cái môn học ha. Đấy, thí dụ như bây giờ cái này cực kỳ hữu ích khi mà các thầy cô giảng đi dạy, đúng không? Mình muốn nghĩ ra, thay vì mình lên lớp mình cứ thuyết trình nó rất là mệt, là tốn 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 sức của mình đó. Đấy mà nó cũng không hiệu quả nếu thuyết trình quá nhiều. Đấy, tôi muốn thay đổi, có nào xem nên là có thể thảo luận hay làm cái gì đó. Ví dụ như understand cái khái niệm chẳng hạn như là machine translation concept trong cái khóa học là computational linguistics. Đó. Thấy không? Các thầy có thấy này nó gợi ý cho chúng ta rất là chi tiết. Nào, thiết kế đấy cái outcome là như thế này. Xin lỗi chứ. Đây. Chia ra thành các nhóm nhỏ và cho các em xem các cái mẫu văn bản được dịch từ một cái hệ thống chẳng hạn như Google Translate hay là chúng ta làm đấy.
rồi bảo các em này so sánh chất lượng dịch của máy so với người ở trên cái văn bản đó, rồi đưa ra cái câu hỏi thảo luận này có lỗi ngữ pháp cấu trúc hay không, có cái chỗ nào đấy mà nó không chính xác hay không, vân vân, đại khái là so sánh người dịch và máy dịch. Rồi tiếp tục cho lớp thảo luận về cái vấn đề là vừa mới phân tích và báo cáo kết quả đúng không? Rồi sau đó mình mới trình bày thêm một số vấn đề, và cuối cùng mình kết luận là dịch máy thì nó có những cái hạn chế gì. Đó. Các thầy cô cũng làm như mấy cái kia ha, các thầy cô dán kết quả nó giúp. Máy của tôi đang record màn hình cho nên nó hơi lag một chút. Rồi, đấy tốt quá, tôi thấy của thầy Sinh rồi của thầy Hữu có rồi, để coi cái môn của thầy Châu thầy Hữu này. Globalization in International Business. Rồi, quá tốt. Ok. Đấy. Thực ra là cái database để nó lấy những cái ý tưởng mà nó viết cái này là cũng từ rất nhiều trường đại học nổi tiếng. Cho nên là hoàn toàn các thầy cô có thể xem đây là những cái thông tin đáng cho mình tham khảo. Rồi tiếp theo nữa thì trong giảng dạy đó, các thầy cô sẽ đôi lúc là cần có những cái câu hỏi theo kiểu là để làm cho học trò người ta hứng thú ở với bài học, cái đó gọi là icebreaking hay là warm up. Đấy, thì thay vì mình tra tài liệu có thế này nọ đó, mình có thể nhờ ChatGPT nó đưa ý tưởng. Ví dụ như đây này, cho môn học cũng là computational linguistics. Đó. Và các thầy cô làm cái hoạt động này giúp cho tôi với. Ví dụ như của môn của tôi đó là cái môn computational linguistics. Đó. Chép nội dung mà tôi dán ra. Đấy thì các thầy cô thấy những cái icebreaking, những cái câu hỏi gọi là câu hỏi khởi động nó cho cũng rất là tốt. Trước mắt thì chúng ta cứ lấy cái nội dung bằng tiếng Anh, rồi sau đấy các thầy cô có thể kêu nó dịch ra. Nhưng mà thường thì tôi nghĩ là đa phần các thầy cô đọc các nội dung bằng tiếng Anh thì không có vấn đề gì. Rồi, để tôi xem đã có thầy cô là giảm được cái kết quả vào đây chưa ha. Ok, đấy. Có thầy Sinh rồi nè. Rồi cái chuyện mà làm rubric á, thì lần trước chúng ta thực hành rồi. Thầy cô nào mà chưa thực hành ấy, thì cũng có thể thử sử dụng cái câu lệnh này. Nó là tạo một cái rubric để đánh giá cái tiểu luận, hay cả đây là đánh giá cái bài thuyết trình. Các thầy cô có thể mô tả kỹ hơn cái yêu cầu thuyết trình nếu như mà mình muốn nó cụ thể hơn. Rồi một cái hơi hoạt động khác ấy, mà chúng ta hay làm trong lớp học là ra gọi là các cái hoạt động thảo luận, và mình cũng có thể dùng ChatGPT để tìm là những cái câu hỏi thảo luận đúng không nào. Thì ở đây các thầy cô cũng làm với tôi như vậy nhé. Tôi ra lệnh là cho sinh viên cỡ khoảng độ 20 tuổi
Computational Linguistics. Đấy, ví dụ như giờ tôi muốn vào một cái khái niệm nó cụ thể hơn, ví dụ như là for sentiment analysis, cái chủ đề hay cái bài học của nó. Của môn học Computational Linguistics. Cần một số câu hỏi thảo luận. Đó, nào, đó thì các thầy cô theo. Nó cho mình rất nhanh các cái câu hỏi thảo luận. Thế thì nãy giờ đó là chúng ta thấy cái việc mà chuẩn bị bài giảng lên lớp. Nếu như mà có ChatGPT này làm trợ lý thì nó sẽ rất là nhanh. Và coi như cái thời gian chúng ta để dùng để mà soạn bài giảm đi khá là nhiều, và thay vào đó chúng ta có thể dành cho những cái hoạt động gọi là có ý nghĩa khác. Rồi bắt đầu sang đến cái hoạt động này, các thầy cô tôi nghĩ là sẽ rất là thích này, gọi là virtual guest speaker. Tức là như thế này, ở các nước phương Tây thì các thầy cô biết là họ hay có cái hoạt động là mời một cái diễn giả, nhất là mấy cái trường mà gọi là trường tư mà nhiều tiền á, họ hay mời những người nổi tiếng đến để nói chuyện với lại học sinh, giao lưu với học sinh. Đấy, nhưng mà bây giờ với ChatGPT đấy thì chúng ta có thể làm hoạt động này mà coi như không cần phải tốn gì cả. Có nghĩa là gì? Các thầy cô ra lệnh cho ChatGPT nó đóng vai là người nổi tiếng, và sau đó nói với sinh viên của mình là hôm nay, đó là ví dụ như hôm nay ha, chúng ta sẽ gặp Bill Gates. Bill Gates sẽ là diễn giả khách mời của chúng ta, các em có nhiệm vụ là hỏi thật là nhiều câu hỏi cho Bill Gates. Đấy, thế thì mình có thể ra lệnh cho nó đóng vai làm Bill Gates chẳng hạn. Đây nè, pretend to be Bill Gates and you are a guest speaker cho một cái college business course. Đấy, đầu tiên chúng ta phải đọc là introduce yourself. Đó, thì các thầy có thấy không? Cái phần giới thiệu của nó cũng tương đối dài, mình có thể điều chỉnh. Nhưng mà bây giờ nè, đầu tiên nè, ví dụ như hỏi Bill Gates là ông đã trở thành người giàu nhất thế giới bằng cách nào? Đó. Rồi gia đình ông có vai trò như thế nào đối với sự thành công? Thế thì ở đây ông ấy có giới thiệu về, chúng ta biết lịch sử của Bill Gates đó nè, có mẹ là một luật sư có tiếng đó nè. Đấy, rồi có ông một người ông ấy cũng là một triệu phú vân vân đó nè. Đấy, thì cái nền tảng gia đình như vậy cũng hỗ trợ cho ông nhiều. Thế thì cái hoạt động này đó, tôi nghĩ là mình có thể sau này khi mà ChatGPT phổ biến hơn, các thầy cô có thể dùng nó để làm cho cái hoạt động học của mình á nó phong phú hơn, bằng cách là mời guest speaker. Nếu như các thầy cô thấy là nó viết dài quá như thế này đó thì các thầy cô có thể ra lệnh lại, ví dụ như đây này, tôi làm cái câu lệnh nó ngắn hơn. Ok. Make your response. Ok. No longer than 200 words. Đấy. Đừng có trả lời dài hơn 200 từ, tại nãy giờ nó trả lời dài quá. Thế nào? Đó. Thế thì các thầy có thấy không? Lần này nó đã trả lời ngắn hơn rồi đó. Bây giờ tôi thử xem, điều chỉnh lại câu lệnh này, make your responses very brief, thử coi.
ngắn nữa. Đó, ok, lần này thấy được rồi đó. Ngắn này đỡ mất thời gian đọc. Ô, xin lỗi. Ok. Đây. Ngắn thôi. Ok, rồi. Bây giờ đó, ok, cái này là quá ngắn luôn rồi. Rồi có thể cô chép cho tôi nguyên cái đoạn hội thoại đó không nào, để nó đưa vào cái phần kết quả này để cho mọi người thấy. Có thể cô thực hành cái hoạt động này giúp tôi cái chia sẻ kết quả nào. Thế thì sắp tới không nào, mình có thể gọi là làm cho cái hoạt động dạy trên lớp nó được phong phú bằng cách là chúng ta mời, gọi là diễn giả khách mời đến lớp. Rồi, thì coi có thầy cô nào post được rồi ha, virtual guest speaker. Rồi, ở đây có thầy Hữu này. Rồi, chúng ta xem này, đoạn văn của Donald Trump. Đó, trả lời rất ngắn. Đó, tôi là Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ và là một thương gia rất là thành công. Tại sao ông muốn trở thành Tổng thống Mỹ? Đây, đúng cái kiểu câu của Trump nữa nè. Rồi, to make America great again, okay, và đưa quyền lợi của người Mỹ lên hàng đầu. Rồi ngoài ra nữa, nếu như các thầy cô mà gọi là có hứng thú luyện tiếng Anh hàng ngày, đó nào, cái này nó cũng như một cái hoạt động phát triển bản thân ha. Hay là các thầy cô muốn cho con em nhà mình đó mà tự học, đấy thì có thể yêu cầu nó làm cái hoạt động này. Đấy, để giao lưu với một nhân vật nào đó, thông qua đó thì hiểu được về nhân vật. Nhưng mà các thầy cô nhớ là ChatGPT nó chỉ mạnh ở cái hiệu quả đối với cái database tiếng Anh nhé. Chúng ta mà yêu cầu nó gọi là đóng vai hay là tìm hiểu những cái nhân vật ở các cái ngôn ngữ khác đó, thì có thể là nó sẽ không thành công đâu, bởi vì dữ liệu của nó ít. Rồi, của bạn Nghĩa xem. Để coi nè. Đóng vai là Obama. Okay. Rồi, tôi là Tổng thống Obama, Tổng thống thứ 44. Rồi, let's dive in the world of business leadership. Rồi các thầy cô tiếp tục đi nhé. Đấy, thì những cái post mà các thầy cô chia sẻ trong này nó rất là có giá trị. Nó vừa giúp cho mọi người thấy cái cách dùng cái prompt, là nó vừa tạo cơ hội để chúng ta học cách là tạo ra những cái prompt tốt hơn. Rồi, một cái hoạt động nữa phục vụ cho giảng dạy đó. Ở đây tôi soạn sẵn này. Là chúng ta có thể ví dụ như các thầy cô nào mà dạy ngoại ngữ này. Đấy, thì khi mà các thầy cô dạy ngoại ngữ nhé, thì các thầy cô sẽ thường phải soạn chỗ nào, cái slide hay cái gì đó để mà dạy từ vựng. ChatGPT nó có thể xử lý cái đó rất là nhanh bằng cách là các thầy cô cho nó một cái bài đọc, và mình ra lệnh nó là đóng vai, bạn đóng vai là giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh ở trình độ A2 thôi nhé, rồi viết ra một cái danh sách các cái từ vựng này, phonetic transcription này, gọi là định nghĩa này, rồi ví dụ từ một cái bài đọc như sau. Đó. Ví dụ như ở đây này, tôi lấy luôn cái bài đọc mà
ChatGPT nó vừa mới ra này. Và chúng ta xem kết quả ha. Đó. Thấy sướng chưa? Đấy, ngày xưa mà các thầy cô mà gọi là soạn bài để mà đi dạy đúng không? À, cái này nếu mà soạn bài mới đó mình phải tìm tra cứu từ điển rồi mình phải nghĩ ví dụ các thứ này nọ rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bây giờ nếu mà biết sử dụng những công cụ này thì chuyện nó sẽ cực kỳ nhanh. Rồi đây ha, các thầy cô lần này vì cái cái prompt nó khá là dài cho nên là các thầy cô chỉ cần check một phần này thôi. Bây giờ các thầy cô nào mà dạy tiếng 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 Hoa đấy, hay là tiếng gọi là tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, các thầy cô cũng có thể thử ha. Tôi thì tôi không có phải là giáo viên các bộ môn này nên là tôi thử không không có được, nhưng mà các thầy cô thử xem kết quả nó có được hay không. Riêng đối với tiếng Anh thì các thầy cô thấy đấy, rất là được. Cho luôn phonetic transcription, cho luôn cái phần mô tả, cho luôn ví dụ. Nếu như các thầy cô muốn lập bảng thì các thầy cô chỉ việc ra lệnh là tabulate your responses. Đó, là nó sẽ lập bảng ra như thế này cho mình này. Đó. Trong trường hợp mà chúng ta muốn ôn tập là cho sinh viên thì đây chúng ta có một cái bảng. À, có thầy cô nó chia sẻ cái kết quả vào trong cái diễn đàn giúp cho tôi nào. Cái reading text sao cái này có lấy đại ở đâu trên mạng cũng được. Rồi, ok. Tôi thấy cái phần chia sẻ của thầy hiểu rồi. Rất là tốt. Rồi, bây giờ tiếp tục. Khi mà đi dạy đó, thì chúng ta gọi là sẽ phải soạn file PowerPoint để giảng dạy. Đúng không nào? Tất nhiên là nếu như cái file PowerPoint đối với cái chủ đề mà chưa bao giờ có, mình phải ngồi mình soạn đó, thì nó sẽ rất là lâu. Đấy, thì ở đây này, đấy, các thầy cô cũng có thể ra lệnh cho nó là soạn file PowerPoint cho mình, xong rồi mình chỉ ngồi mình sửa lại thôi. Đấy, ví dụ như là tạo một cái outline 20 slide show on the history. Thí dụ như bây giờ tôi muốn một cái chủ đề khác, on the topic of sentiment analysis. Phân tích tình cảm thái độ thế nào. Đấy, thì nó sẽ cho mình luôn một cái danh sách 20 slide PowerPoint. Và trong các cái chuyên đề khác thế nào, tôi sẽ hướng dẫn một số công cụ là sao nó sẽ design luôn cái file PowerPoint cho mình. Nó đang hơi chậm.
tôi làm một cái topic mới cho nó nhanh. Đó, chạy. Giả sử nó đứt giữa chừng mà các thầy cô muốn nó chạy tiếp ra được 20 thì chúng ta bảo nó là continue cho response có nào. Yeah. Đó. Coi như các thầy cô đã có được cái nội dung mà bây giờ các thầy cô chỉ việc chép sang PowerPoint. Và nếu như mà biết dùng Canva hay một số công cụ gọi là trí tuệ nhân tạo mà thiết kế file PowerPoint và đưa cái nội dung này ấy, là nó sẽ tự động nó tạo hình ảnh rồi nó sẽ tạo các hiệu ứng luôn cho mình nhé. Đó, như bạn Nghĩa này, bạn ấy làm cái outline 5 slide về lịch sử của Toyota này. Đấy thì nó đề xuất cái nội dung như thế này. Tất nhiên nếu mà làm nó luôn ra cái file PowerPoint được cho mình thì tốt, nhưng mà hiện nay thì nó chưa làm được. Nhưng mà sắp tới là Microsoft Office nó sẽ có công cụ để làm cái chuyện này luôn đó thầy cô ha. Rồi, đây là tuyệt chiêu cuối cùng. À, các thầy cô biết rồi, nhà trường ấy thì sử dụng cái hệ thống Moodle. Đó. Thế thì bây giờ đó, các thầy cô thấy là soạn câu hỏi trên Moodle là nó khá là mất công. Nào, thì tôi có cái prompt như thế này xin tặng các thầy cô. Thực ra đây là cái code của cái câu hỏi dạng Excel trên Moodle. Thế thì các thầy cô đầu tiên này, các thầy cô ra lệnh cho nó để cho nó dễ trước này, các thầy cô xem tôi làm mẫu trước nhé. Nào, tạo cho tao create file multiple choice questions wiki on okay. The topic of sentiment analysis in computational linguistics. À, tức là cho ta 5 câu hỏi trắc nghiệm kiểm đáp án về cái chủ đề là sentiment analysis. Đó. Thì giờ các thầy cô thấy không, bây giờ có 5 câu này rồi ha. Bây giờ bữa trước tôi có bảo đấy, đó là giờ làm sao mà chúng ta đưa lên được cái hệ thống Moodle của nhà trường một cách tự động. Đấy, thế thì mình sẽ ra lệnh tiếp theo như thế này này. Convert those five questions into cái Moodle quiz using this XML file format. Rồi sau đó các thầy cô dán nguyên cái đoạn mã XML này này. Đó. Được chưa? Đấy, các thầy cô dán nguyên cái đoạn mã này vào. Copy. Dán vô. Đấy, tất cả bây giờ là chúng ta yêu cầu nó viết code đây, viết mã. Đấy. Yeah. Thì các thầy cô thấy chưa? Không, bây giờ mình nói án đó. Stop. Make all put all questions in a single XML file, tức là ta cần một file XML duy nhất thôi.
Tự nhiên sao giờ nó bị đứng này trời. Đây, mở topic mới nha. Đầu tiên là cho tao 5 câu hỏi trắc nghiệm với file multiple choice questions on the topic of sentiment analysis of computational linguistics. Rồi đó, nó cho mình 5 câu hỏi có đáp án đúng không? Rồi tiếp tục các thầy cô với bạn này. Put all those 5 questions into a single XML file using this format. Rồi. Nào, các thầy cô mới copy hết ra như này. Rồi đó. Chạy các thầy cô làm 5 hay 10 câu một lúc thôi, tại vì đấy mỗi một câu như vậy này, nó xong rồi nó đứng giữa chừng cái này nhá, là các thầy cô bấm vào continue generating để cho nó ra tiếp. Chứ chúng ta đừng có ra lệnh lại. Như vậy thì cái kinh nghiệm của tôi ấy, là đối với lại những cái nhiệm vụ mà nó mất nhiều thời gian ấy, chúng ta nên làm vào buổi sáng, tại vì vào thời điểm này chúng ta đang dùng ChatGPT là ở châu Âu với lại Mỹ chúng ta đang ngủ. Đấy, tiếp tục bấm vào continue. Rồi xin mời thầy Sinh. Dạ, thầy ơi, cho em hỏi xíu là cái này là mình mới add câu hỏi vô đúng không thầy? Còn phần chọn đáp án nữa là không 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 đấy. Nó làm đáp án luôn ở trong nó rồi chứ thầy, nó tức là nó tự nó nhập cái đáp án của nó vào đây nè, giờ nó đang chạy, các thầy cô đợi tôi quăng cốt lên trên mức độ các thầy cô sẽ thấy nè. Các thầy cô cứ soạn theo đi, làm cho mình đủ 5 câu, nếu mà nó cứ dừng là mình bấm vào continue anything cho khi nào đủ. Đấy, nó ra cái cốt đầy đủ như thế này nhé. Đấy là câu thứ 5 rồi này, các thầy cô thấy không, đây là nó có đáp án, nó cài đáp án luôn cho mình nữa chứ, trong cái format tôi soạn là có đáp án rồi. Continue generating cho đến khi nào xong. Rồi đó, đến khi này là 5 câu mà cũng lâu ấy, nhưng mà thôi nó có nhanh hơn là các thầy cô nhập bộ câu nhiều đúng không nào. Xong xuôi rồi nè, các thầy cô chỉ bấm cho tôi là copy code nè. Đấy, copy nguyên cái đoạn mã này và các thầy cô mở cho tôi notepad. À, các thầy cô dán toàn bộ cái mã này lên như thế này. Được chưa? Rồi sau đó các thầy cô lưu lại. Cái này đặt tên nó là ví dụ như là sentiment analysis câu 1 đến câu 5 và nhớ đặt tên là đuôi á, là XML file và save file này, các người có phải chọn nó là own file nhé thì nó mới ra file XML để mình có thể import lên Moodle được. Save file, own file, tôi nói lại save file phải là own file và tên thì tùy các người có đặt, nhưng mà cái đuôi á phải là XML. Rồi ok, bây giờ các thầy cô vào Moodle nè. Ví dụ như tôi đang ở cái khóa học Moodle này nhé. Bây giờ này tôi sẽ vào question bank đúng không? Xong rồi tôi chỉ việc bấm vào cái nút là import. Đấy, nhập câu hỏi. Thì các thầy cô chọn Moodle XML format chính là cái mẫu file Excel mà chúng ta vừa mới soạn đấy. Rồi chúng ta choose file nè, up cái file 5 câu hỏi vừa nãy lên. Đâu ta? À đây rồi, Moodle XML. À đâu có, đây nè. Sentiment analysis từ 1 đến 5 nè. Open. Upload this file. Rồi, chúng ta chọn import. Yeah, nó bảo thành công rồi nè. Đó, như vậy là các thầy cô thấy không? Các thầy cô có ngay được à,
5 câu hỏi. Cái tên thì nó đẻ hơi kỳ bởi vì nó theo cái format mà tôi xuất ra thôi, thì có thể có thể điều chỉnh nha, thấy không? Nhưng bây giờ chúng ta mở này. Câu đầu tiên nhé, đó là preview. What is sentiment analysis? The analysis of emotions, express the analysis of sentiments. Đấy thì nó có randomize cái lựa chọn lên rồi. Ví dụ câu 1 đáp án là cái gì đây? Đáp án là I have analysis the emotion expressed. Đó là đấy, tôi chọn này. Submit and finish. Nó bảo câu trả lời đúng. Như vậy là gì? Nó nạp luôn đáp án cho các thầy các cô luôn. Rồi, vậy các thầy cô thấy sung sướng chưa? Hồi trước là mình soạn, mình ngán nhất là đã soạn câu hỏi trắc nghiệm đã mất thời gian rồi, xong rồi nhập câu hỏi trắc nghiệm lên trên mức độ là phải tỉ mỉ từng chút một. Đấy, còn bây giờ có chat GPT rồi, có cái câu lệnh thần thánh vừa rồi, đó là các thầy cô chỉ có việc là tạo ra một cái file rồi mình upload lên thôi, cũng nào. Đấy, thì cái text này nè, đó, cái mẫu câu ở đây là SAT gì đó, vân vân, thì các thầy cô có thể sửa lại cái mẫu đấy để đưa vào đây. Hoặc là lúc mà nó nhập xong thì mình chỉ không sửa lại tên, tùy cái đó, tùy các thầy cô. Nhưng mà tới đây là mình hiểu cái cách mà các thầy cô làm. Thế thì tôi có bảo đấy là các thầy cô bây giờ cứ nộp câu hỏi trắc nghiệm. Đấy, thì nếu mà các thầy cô làm luôn ở trên Moodle được rồi thì tốt. Đấy, còn nếu không thì thôi, thì cái này tôi sẽ nhờ một chuyên viên lúc mà nhận đầy trắc nghiệm của mọi người đó, thì bạn ấy cũng sẽ làm như này thôi. Bạn ấy sẽ dán mấy cái câu này ra, bạn ấy bảo là chuyển 5 câu này ra thành cái dạng mức độ XML bằng cái format này. Thế là cứ thế là mình chiến đấu thôi. Là thế thì chắc chắn là đến cái, nói chung là cũng còn nhiều câu lệnh lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta tạm thời là khám phá tới đây để các thầy cô thấy là ChatGPT nhé, nếu như mà biết sử dụng thì nó hỗ trợ cái công việc giảng dạy rất là nhiều. Và bây giờ bắt đầu có nhiều cái lo lắng là khi chúng ta ra các cái bài tập là luyện tập mà theo kiểu kiểm tra đánh giá viết tiểu luận á, thì sinh viên nó dùng ChatGPT, mình có dùng thân đi cũng quét cũng không ra được. Thế thì một trong những cái giải pháp để đối phó các trường người ta đang làm là gì? Chuyển sang thi trắc nghiệm tại trường. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy là thi trắc nghiệm là tổ chức rất là dễ dàng, đúng không nào? Chỉ cần cho sinh viên nó làm bài thi trắc nghiệm là nó sẽ phải đo, nó học, nó đọc được thật là rộng. Mà tôi nghĩ cái xu hướng sắp tới đảm bảo luôn, khi mà người ta cải cách giáo dục để mà chống lại ChatGPT, thì cái xu hướng chủ đạo sẽ là cho làm bài kiểm tra trắc nghiệm để nó test kiến thức rộng, hiểu, rồi giải quyết được vấn đề. Rồi các thầy cô có câu hỏi gì về cái mục sử dụng ChatGPT cho cái công tác đào tạo không ạ? Trước khi tôi dẫn dắt các thầy cô sang tiếp tục sử dụng ChatGPT cho cái việc phát triển chuyên môn. Rồi nếu các thầy cô mà không có câu hỏi gì nữa thì ok, tôi mời các thầy cô sang cái câu hỏi, cái prompt mà vô cùng phức tạp. Và tôi sử dụng cái prompt này để gọi là tự mình luyện công nhé, mình học, mình nâng cao trình độ chuyên môn của mình rất là nhiều. Đây nè, cái câu này nè, các thầy cô dán nó tên là gì? Đại khái là tôi muốn học về một cái lĩnh vực, cái môn học nào đấy. Đấy, thì bây giờ bạn phải đóng vai là cái người dạy cho tôi về cái môn này. Theo 3 bước. Bước 1 á, là giải thích làm sao cho tôi hiểu, và tôi phải trả lời tôi hiểu rồi á, thì mới sang bước 2. Bước 2 là gì? Cho tôi câu hỏi kiểm tra. Đấy, và tôi trả lời đúng được nữa thì bắt đầu mới sang cái bước 3. Thế thì ở đây này, ví dụ như các thầy cô thấy nhé, tôi bắt con bé con nhà tôi đó, nó phải học ở đây, nhà tôi dùng coi như ngày nào cũng dùng rất là nhiều luôn. Đấy, như ở đây này, đấy, tôi phải đánh dấu 5 sao đây. Đấy là tôi đang học đến bước
12 rồi nè. Đấy. Thì cái này á, ngày nào tức là tới tính đến giờ nhá, là tôi đã học được cả chục ngày rồi đó. Thì mỗi ngày tôi vào tôi học một chút, thì mỗi ngày mỗi lần như vậy nó lại giới thiệu tôi một vài cái khái niệm liên quan đến môn học. Bản này đã chia ra thành một gọi là 1000 bước đấy. Đó là, ví dụ bây giờ tôi học tiếp cái bài mấy bước trước này, nó đang hỏi cái vấn đề gì đây, entity linking. Giả sử tới đây là tôi vẫn chưa hiểu, tôi bảo nó chưa hiểu bước 1, vẫn chưa hiểu, no, vẫn chưa hiểu. Có thể có không, nó giải thích lại nè. Đó, entity linking là cái gì? Cho ví dụ John works at Apple, thì John là một cái name entity thể hiện là người, và Apple là một entity, là một company. Đấy, thì name entity linking là ok. Giả sử như sau đó rồi mình bảo yes, nói tao cũng hiểu rồi, giờ cho bài kiểm tra này. Đó thì có thể cô thấy không, nó nhảy sang cái bước 2, nó cho mình câu hỏi. Đấy, cái primary goal của name entity linking and computational linguistics là cái gì? Đó, thì ở đây chắc chắn là D rồi đúng không? Đấy, là để kết nối cái entity linking đó với cái corresponding entities trong cái database. Yeah. Đó, rồi nó bắt đầu nó thấy mình trả lời được đúng rồi, bắt đầu nó đúng rồi đó. Nó giải thích thêm một chút nữa, xong rồi nó sang cái bước 3 này. Để đánh giá cái việc hiểu của bạn đó về cái chủ đề này đó, thì can you think of a real world application where name entity linking is used? Trả lời đại đi, most useful in machine translation. Thử coi nó chịu không nhá. Đấy, nó không có bảo là câu trả lời tuyệt vời hay cái gì cả, nhưng mà nó cũng giải thích là machine translation thì có sử dụng entity linking đó nè. Ví dụ như là pairing frames gì đó. Và bây giờ nó thấy là tôi cũng trả lời được rồi, bắt đầu nó sang cái topic tiếp theo này là dependency parsing. Đó. Mỗi ngày dành thời gian ra sử dụng câu lệnh, tức là chúng ta dùng câu lệnh này một lần thôi nhé, để nó sẽ nhớ được mà. Rồi sau chúng ta quay lại cái post ạ, cứ mỗi ngày chúng ta vào đây chúng ta học một chút, mỗi ngày học một chút, mỗi ngày học một chút. Được chưa các thầy cô? Thế thì cái cách dùng cái câu lệnh này là như này này, các thầy cô chỉ việc copy nguyên C. Đó nè, copy nguyên C cái câu lệnh dài, thì là dài như này. Và cái subject cuối cùng này nè, là các thầy cô thay thế nó bằng cái môn học. Ví dụ như bây giờ nè. Đấy, tôi muốn học về quản lý giáo dục nhé. Đó. Tôi chỉ việc thay cái từ subject đó bằng education administration. Đấy, giờ ta muốn tăng cường kiến thức về quản lý giáo dục, mày dạy tao đi. Đó, hay nguyên câu lệnh dài như này là các thầy con này này. Đó, đầu tiên này là gì, education administration là cái gì, là gì đó, phải giám sát được chương trình đào tạo này, đánh giá sinh viên này, tuyển dụng giảng viên này, quản lý ngân sách này, thực thi chính sách này. Đấy, người quản lý giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc đảm bảo cái trường của mình nó vận hành là ổn thỏa. Thì bây giờ thấy cũng rất là mơ hồ quá, chưa có hiểu lắm. No, giải thích lại hay là nói thêm. Đấy thì bắt đầu nó cho thêm ví dụ, nó dạy cho khi nào hiểu thôi nó mới đi đến chi tiết. Đấy, nó bảo là ta đã cung cấp thêm thông tin cho mày rồi đó, mày có hiểu chưa? Mày bảo ok, hiểu rồi.
Thế là nó cho một câu hỏi nè. Một trong những cái trách nhiệm quan trọng của người quản lý giáo dục là phát triển chương trình đào tạo. Chính xác là cái mà tôi với các thầy cô đang làm đây này. What curriculum development entails? Curriculum development nó mang lại cái gì? Thì tôi trả lời, nó mang lại course outline. Đúng nào. Rồi okay. Method of okay. Instruction. Rồi assessment. Rồi quality assurance. Thế rồi, nó chịu không? Nó bảo là ok được rồi, tốt lắm. Bây giờ nó bắt tôi phải viết ra một cái ví dụ là phát triển nhân lực đào tạo nó liên quan hay nó tích hợp vào quality assurance hay như thế nào. Đó nào. How curriculum development incorporates quality assurance. Ví dụ như đây nhé. The testing okay, data okay, from final exam can be used by quality assurance team to decide whether the okay, teaching was of good quality. Thấy rồi, nó chịu không nhé? Đó, nó chịu rồi, đúng nào. Rồi, bắt đầu nó chuyển sang cho tôi đến cái bước thứ hai này. Đấy, nãy giờ mới xong được một bước rồi. Đó là nó dạy thêm cái khái niệm là leadership style, các cái phong cách lãnh đạo. Đấy, thì có lãnh đạo kiểu độc quyền, độc đoán, dân chủ này, kiểu công bằng, laissez-faire, quyền laissez-faire để người ta tự làm. Rồi kiểu gọi là transformational, kiểu transactional. Đấy, và nhớ là leadership style là phải linh hoạt. ABCD gì đó. Rồi các thầy cô có sử dụng được cái câu lệnh này chưa các thầy cô? Nếu sử dụng rồi các thầy cô gõ một cửa sổ chat cho tôi là các tôi confirm là đã sử dụng được và có câu hỏi gì thì chúng ta ra đổi. Đây là câu lệnh cực kỳ tốt các thầy cô nhé. Còn tôi là tôi ví dụ năm nay cháu nhà tôi nó thi vào cái ngành gọi là thiết kế nội thất ha. Đó, thế là tôi bắt nó là phải dùng cái câu lệnh này mỗi ngày vào đây con học cho ta cái nội dung về interior design. Đó. Thế là nó cũng phải học cái này. Học cái này thì nó vừa luyện tiếng Anh, nó vừa có kiến thức. Đúng nào. Tôi thích cái câu này lắm luôn á. Rồi, tôi nói cái này mà các thầy cô giáo mà không có gọi là dùng cái này để mà cập nhật mình ấy là coi chừng có ngày là thua học trò không nào. Giờ mấy đứa sinh viên mà nó lành chút nó dùng được mấy cái câu lệnh như thế này nên là nó biết nhiều lắm. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Bây giờ chúng ta sang câu lệnh tiếp theo. Cái này tôi cũng thích nè, đó là luyện tư duy phản biện, Socratic questions. Đấy, thế thì chúng ta biết rồi, cái kiểu giáo dục của phương Tây là họ rất muốn làm sao đấy mà chúng ta trả lời và đặt được những câu hỏi mà nó có cái tính gọi là gì ta, có cái tính phản biện đó này, rất là cao, gọi là Socratic thinking đấy. Thế thì ở đây mình muốn tranh luận với lại nó về một cái chủ đề nào đấy
Đấy, thế thì nó sẽ hỏi mình những cái câu hỏi và sau đó mình trả lời, và cứ mỗi lần mình hỏi như vậy nó sẽ tìm cách hỏi những cái câu mà gọi là thật là gai góc đúng không nào, để làm sao đấy mình phát triển được cái tư duy phản biện ở cái môn học, cái lĩnh vực đó. Ví dụ như đây nhé, tôi chắc cái câu lệnh như thế này, Socratic questions, và tôi thay cái topic language teaching nó bằng cái topic là quản lý giáo dục nhé, education, okay, administration. Đó, bắt đầu nó hỏi nè. Tell me what you understand by the term education administration. Lúc nãy cái bài lúc nãy thì nó nói rồi. Okay. It's refer to various tasks like staffing, budgeting, curriculum development, quality assurance, to ensure the smooth operation of a school. Để coi. Xem. Đó, trả lời ok. Đấy, nó bắt đầu nó hỏi tiếp này. Trong bối cảnh quản lý giáo dục thì vấn đề staffing, vấn đề nhân sự nó có vai trò gì, đó là tại sao thì nó có vai trò quan trọng. Ví dụ như này ha, I think it is the most important. Vấn đề quan trọng nhất, tại vì người ta đến trường là chủ là để có học, học với các thầy cô giáo thôi. Education is a special service mostly involve interacting with teacher. Đó, thử trả lời như vậy xem. Đó, nó bảo mày nói đúng rồi đó. Staffing, cái vấn đề mà xây dựng đội ngũ nhà giáo là rất quan trọng. Để có được trải nghiệm giáo dục tốt thì chắc chắn là cần phải có đội ngũ thầy cô có chất lượng. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục sang cái vấn đề phát triển chương trình đào tạo. Thấy chưa? Thế thì có thể có thấy nó liên tục và nó cứ hỏi để mình trả lời. Thế thì đây là cái cách để luyện mà là tư duy. Rồi rèn luyện khả năng ngôn ngữ. Thế thì nếu như mà con cái nhà mình ấy mà cái trình độ tiếng Anh của nó mà tương đối tốt thì dùng cái này để luyện, vừa là luyện tư duy vừa luyện gọi là ngôn ngữ cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì cái subject các thầy cô gõ tới một cái tên về subject thôi. Còn kết quả thầy cô chép ra và post lên trên diễn đàn giúp tôi xem. Xem cái conversation, tôi cũng cần để cái xem được cái feedback của các thầy cô để biết được cái prompt á mà tôi soạn ấy nó như thế nào để mình điều chỉnh. À.
Các thầy cô post vào cái forum Socratic question giúp cho tôi cái kết quả các thầy cô nhận được. Rồi, bạn Đỗ Đức Anh này, data analysis. Ủa sao Đỗ Đức Anh chưa có chép các cái response của nó, đó nào, cái quan trọng nhất là các cái response để coi của Hữu coi nào. Rồi, đúng rồi. Ok, đó, thì các thầy cô có thể dùng cái này để dạy sinh viên luôn nhé. Đấy. Bây giờ nói thật là bắt đầu ở các nước nói tiếng Anh ấy, thì tôi thấy bắt đầu là người ta tìm một cách soạn các cái hoạt động học tập, các cái giáo án để cho sinh viên sử dụng ChatGPT rồi. Tất nhiên là trường ta thì thôi, chúng ta vẫn bạn nào bạn ấy tự tìm hiểu được cái gì mình để nguyên, mình chưa có giới thiệu rộng rãi với sinh viên. Nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà cái công cụ này nó phổ biến thì chúng ta phải nghĩ cách đưa nó vào giảng dạy như thế nào. Rồi một cái câu hỏi, một cái hoạt động khác thì các thầy cô có thể yêu cầu nó là vậy nào, làm một cái đóng vai là một cái người gọi là life coach, tức là hướng dẫn cho cuộc đời của mình vậy nào, nó dạy mình về những cái đủ mọi chủ đề hết vậy nào. Đấy, mình có những vấn đề gì trong cuộc sống vậy nào. Đấy, và nó sẽ cho mình lời khuyên các thứ này nọ như là một chuyên gia vậy. Thí dụ như bây giờ tôi muốn giảm cân, đúng là for losing weight hay là giảm stress đó. Bây giờ hay là muốn tìm người yêu hay gì đó, các bạn cứ thử nhé. Đây thì tôi hết tuổi rồi nhưng mà đấy, ví dụ như là giảm cân ha. Đấy, tôi mở một cái topic ở đây là lose weight. Tức là mình chỉ cần đưa vào một cái topic. Rồi, ok. Đây các bạn có thể là lose weight, hay là các bạn nói là tôi muốn học lên tiến sĩ mà tôi gặp nhiều khó khăn, tôi không giải quyết được, thử coi nó tư vấn như thế nào. Get smart goal, be realistic in plan. Đấy, các lời khuyên nó đều là của các chuyên gia hết đúng không nào? Uống nhiều nước, ăn gọi là người ta mindful eating, gọi là ăn chánh niệm, ăn chậm, ngủ đủ, đúng nào, quản lý stress. Rồi. Tell me more about mindful eating chẳng hạn. Muốn giảm cân thì phải ăn chậm rãi. Đấy. Ăn là phải gọi là để ý đến mọi khoảnh khắc. Tập trung các giác quan, lắng nghe đến cơ thể. Đừng có để bị phân tâm, vân vân. Rồi nào, rồi ở đây tôi chép cái này xuống chia sẻ cho các thầy cô xem ha. À đó, thì các thầy cô mà muốn có một chuyên gia tư vấn tâm lý hay một chuyên gia hỗ trợ thì có thể về vấn đề sức khỏe, về vấn đề học hành, về vấn đề tình yêu hôn nhân gia đình hay về vấn đề pháp lý thì nó đều tư vấn. Tất nhiên mình cũng không thể nào tin tưởng hoàn toàn được, nhưng mà nói chung là tốt. Nó lấy cái database được từ những cái nguồn rất là tốt.
Ồ, nãy giờ tôi chưa mở ra mà không ai nói với tôi ha. Line coach. Tắt tiền ra nữa. Rồi, trong cái ngành các thầy cô dạy hay là trong cái ngành mà mình quan tâm nghiên cứu á, thì bao giờ cũng có những người nổi tiếng mà mình nên biết. Thì hồi trước á, là tôi chỉ biết được trong cái lĩnh vực rất là hẹp của mình. Nhưng mà ví dụ như sang cái lĩnh vực mới hay nhiều khi mình cập nhật á, mình không biết là cái nhà nghiên cứu nào hay cái ông nào nổi tiếng. Đấy, thì mình có thể nhanh chóng là dùng ChatGPT để tổng hợp cho mình. Ví dụ như bây giờ nhé. Tôi muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực nghiên cứu về lĩnh vực ví dụ như là giáo dục ngôn ngữ này, language education, thì có những ông nào nổi tiếng. Thì ở đây có ai là chuyên gia về dạy ngoại ngữ thì sẽ biết ví dụ Larson Freeman này, là ông này viết sách giáo trình dùng cho mấy trường sư phạm này, Rod Ellis này. Tất nhiên là nó chủ yếu lấy dữ liệu từ các nước nói tiếng Anh thôi. Đấy, cho nên là nếu như mình tìm các tác giả người Việt thì sẽ khó mà có kết quả tốt được. Education. Rồi tiếp theo có cái câu lệnh là time traveler hay là cái time travel guy. Thì cái này đó, nếu mà dùng ChatGPT 4 thì là tốt nhất, bởi vì đôi lúc thông tin nó sẽ không có được chính xác cho lắm, nhưng mà nhìn chung là nó giúp nó tăng cái kiến thức lịch sử địa lý lên rất là nhiều. Ở đây này, ví dụ tôi muốn thăm London vào cái thời kỳ là phục hưng đấy, thì có cái event nào mà nên xem này, đến nơi nào, gặp ai. Ví dụ bây giờ các thầy cô đổi sang là, ví dụ bây giờ tôi muốn là đến Paris năm 1800 đó, thì nó sẽ bảo event ở đây là lệ gọi là Napoleon Bonaparte trở thành hoàng đế của nước Pháp. Đấy, nếu mà đến vào Paris vào năm 1800 thì mình sẽ thấy có cái sự kiện như thế. Đi ngắm cảnh thì là đi dọc theo sông Seine. Người nổi tiếng thì có François René. Rồi tiếp tục nhé, gặp thử du lịch sao, ví dụ như là Việt Nam năm 1700, đôi lúc nó không chính xác đâu, mình hơi cứ thử đi, năm 1700 ở Việt Nam này xem như thế nào. Dữ liệu ở Việt Nam thì sẽ không có lễ hội đèn lồng Trung Thu, đi thăm Hội An, gặp Chúa Nguyễn Phúc Khoác, Triều Nguyễn. Chú Nguyễn Phúc Khoác thì tôi cũng không có biết, chắc là mình kiểm tra lại. Nhưng mà nhìn chung là nó cũng cung cấp được một ít thông tin đấy, phải không nào? Thử coi chú Nguyễn Phúc Khoác ông sống vào giai đoạn nào nhé. Chúa Nguyễn Phúc Khoác. Đúng ghê đấy chứ. Đấy, mình kêu vào thế kỷ thứ 18 này, năm 1700 thế kỷ 18 là Chúa Nguyễn Phúc Khoác là ở cái thời kỳ này, thế kỷ 18.
Đó, thầy cô thấy lợi hại chưa? Đấy, Việt Nam nó cũng trả lời được. Ví dụ như bây giờ mình thử hỏi London vào năm dụ như năm 300 trước công nguyên đi thì nó là cái gì? À, lúc đó thì chắc chắn nó chưa phải là thành phố hay bộ tộc gì cả. À đấy, thì các thầy có thấy nè, à, lúc đó là nó mới chỉ là cái khu định cư cổ, settlement, nó là một cái Roman trading port. Rồi nó có một thủ lĩnh bộ lạc của người Anh, nó tên là Calisvellaunus. Đã lãnh đạo quân đội chống lại Julius Caesar. Thế thì chúng ta thử xem có đúng không nhé. Julius Caesar. Đấy, mình thử xem có đúng là ông ấy sống vào cái cỡ khoảng độ năm ba trăm trước công nguyên hay không. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy nó cũng không đúng đó nào. Julius Caesar đó là cỡ khoảng độ 100 trước công nguyên, cho nên cái sự kiện này đưa ra nó không có đúng vào cái thời gian này. Đó nào. Cho nên là tôi mới có một cái lưu ý ở đây ấy là gì? À, cẩn thận với lại cái kết quả. Đó nào. Nhưng mà dù sao nữa thì đây là nó rất là tốt đối với lại những cái địa danh mà nó có nhiều dữ liệu, ví dụ như New York năm 1970 chẳng hạn, đảm bảo là nó sẽ cho nhiều cái thông tin chính xác và giá trị. À, thế như Canberra năm 2000. Đó. Nào. Thì lúc đó thủ tướng là John Howard, thăm tòa nhà quốc hội vân vân. Đó, thấy cái câu X time travel đấy tôi tìm được ở trên mạng, thấy là cũng rất là useful có nào. Rồi tiếp tục. Ở đây nó có một cái câu lệnh nữa cho phép mình học hỏi, ở đây là mình tương tác với lại một cái nhân vật ở đấy. Ví dụ như ở đây tôi muốn bạn đóng vai là Harry Potter và trả lời các cái câu hỏi dùng đúng cái giọng văn cách nói chuyện của Harry Potter nào. Thế thì các thầy cô có nào đấy mà dạy các môn văn học Anh, văn học Mỹ? Đấy, thì như này nè, Harry Potter giới thiệu các bạn của mình đi, introduce your friends, để coi nhé, giới thiệu những ai là bạn của Harry Potter nhé. Đấy, Hermione, phải Ron, Weasley, cho tôi biết về tuổi thơ của bạn như thế nào. Đấy, thì các thầy thấy nó đưa ra các cái thông tin ở mấy cái tập đầu tiên. Đấy, thì khi mà dạy văn học này, tôi thấy là giới thiệu của cái câu lệnh này rất là tốt. Còn nếu không, các bản thân mình đó mà muốn tìm hiểu về các tác phẩm hay về phim ảnh cái gì đó thì đây cũng là một cái câu lệnh hay. Thế tôi mới nghĩ tôi thì tôi thích xem phim trên Netflix rồi đọc sách thế này nọ, thì tôi mới bảo là đó, tại sao mình không dùng nó để mình giới tìm những cái bộ phim hay là những cái quyển sách nào đó mà mình cần phải xem. Ví dụ như tôi là dân dạy môn gì đó đấy thì cần phải xem cái gì, thì các thầy có thể giới thiệu những cái
năm phim, nếu mà ai mà thường xuyên xem Netflix thì biết đây đều là năm phim và khá là nổi tiếng chỗ này. Đấy là đây bắt đầu mình có thể bảo nó tóm tắt phim thay vì mình đọc phim review. Tương tự như vậy, các thầy cô có thể tìm những quyển sách hay nhất mà hay quyển thì như bây giờ nhé. Tôi muốn đọc cái năm quyển sách hay nhất. Tôi muốn học về cái lĩnh vực gọi là chánh niệm chẳng hạn. Đấy, thì năm quyển sách hay nhất mà tôi nên đọc là gì? Đó. Đấy, thì nó sẽ cho chúng ta thông tin rất là chi tiết về những quyển sách này mà sau đó chúng ta chỉ việc tìm. Đó, thì bằng đối với những ai mà yêu đọc sách rồi tìm các quyển sách, tất nhiên chúng ta có thể tìm cái này trên Google, nhưng mà tìm cái này thì tôi thấy là nó sẽ nhanh hơn. Sau đó chúng ta sẽ từ cái này này. Đó, chúng ta biết đây là những quyển sách nổi tiếng mà nó giới thiệu rồi, đó là thế là kiểm tra lại thông tin trên mạng. Rồi còn vài câu lệnh nữa giới thiệu nó chỗ nào. Khi các thầy cô đọc các cái trang web các thứ đấy, thì mình có thể thấy thông tin rất là ngộn. Thí dụ như bây giờ nhé, tôi muốn biết về cái trận đánh Midway, các thầy cô ấy mở ra những cái trang này là thông tin nó rất là nhiều. Thì mình muốn đọc cho nó nhanh, mình muốn tóm tắt nhanh ấy, thì đây mình mới ra lệnh cho nó là tóm tắt thông tin thành bảng ngày tháng năm các thứ này nọ cho cái đường link này. Thay vì vector Midway, bây giờ các thầy cô muốn là cái trận là vector Colossi nhé. Đó. Cho nó một đường link trang web. Kìa. Phải chắc là phải dùng đến chat GPT-4 hả? Rồi, để thử đây. Hôm qua về test thì còn được, chắc đó là chat GPT-4. Chat Colossi. Cái này nó không chịu lấy thông tin từ trên internet. Mới hôm qua tôi test cái này thì thấy được. Các thầy trên trên máy của các thầy cô dán được link vào như vậy, còn nó có nó có chạy không? Các thầy cô nào làm được không? Hay là nó cũng ra cái kết quả giống như tôi? Hôm qua tôi làm thấy nó ra xịn lắm rồi. New chat lần nữa cái. Rồi, thôi, thế là chịu. Để xem có ai làm được hay không, nhưng mà bữa hôm 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 chuẩn bị cái này đấy thì tôi test sẽ thì nó chạy ok. Có một thầy ra được nè, thấy thầy dán cái kết quả cho mọi người thấy ra bảng rất tốt luôn. Như vậy có thầy có kiên nhẫn ha, có thầy Hoàng
thầy Hoàng Hùng này thì ra kết quả rất tốt. Đấy, còn phần các thầy cô thì không có. Rồi, có lẽ là nhiều khi hên hên thì được. Thôi rồi, không sao. Rồi cái này nè, đó, các thầy cô, nhất là ai thầy cô làm mà vẫn còn là có người yêu, có thứ này nọ thì mình hay nhắn tin, đặc biệt là ai mà thích nhắn tin, người tin nhắn mà có cái có cái biểu tượng đó, biểu cảm đó, thì các thầy cô dùng cái câu lệnh như này ha, ví dụ như này, translate into emojis, ví dụ như này. I love you very much. Do you love me? Thử coi, nó ra cái gì? Đó. Thử, I love you, coi nó ra cái gì? Ok, ok. Translate into emojis. Gặp nhiều. Đó. Và tôi thử coi dán cái này lên trên cái cửa sổ chat coi nó có ra không nhé. À được nè, đó. Thử coi. Tiếp tục translate. Into emojis. Do you like ChatGPT? Đó. Đây chính là các cái biểu tượng. Đấy, thì lúc nào mà các thầy cô gửi tin nhắn mà muốn gọi là có hình ảnh các thứ này nọ đó, thì mình có thể dùng cái này. Còn đây là một câu chuyện này. Đấy, tất nhiên dịch từ cái này ra thì nó sẽ chỉ có một cái ý nghĩa là đấy tương đối thôi, không nào. Đấy, nhưng mà nhìn chung là câu chuyện có vẻ như là ba con gấu nó đói, nó đi vào một khu rừng và tìm đồ ăn. Có một cô bé nhìn thấy nó, thấy ba con gấu như thế nào đấy, đúng không nào? Thế thì cái này nó sẽ hữu ích cho những thầy cô nào nếu mà mình làm mấy cái Facebook post các thứ thế này thế kia, đúng không nào? Đấy, ví dụ như các thầy cô bảo như này nè, make a Facebook post with emojis. To share my excitement with the ChatGPT workshop today. Đó, để coi. Đó, thì các thầy cô thấy không? Nó cho mình một cái Facebook post, bảo mình viết thời gian, nơi địa điểm, nơi chốn gì đó, viết ra như này. Thì đặc biệt là những thầy cô nào mới làm phòng truyền thông, tất nhiên là chúng ta sẽ có một chuyên đề về cái chuyện làm những cái thứ này ở các cái kênh nữa, kênh truyền thông xã hội. Nhưng mà khi mình post lên, mình dùng emoji cái thứ này thì cái tương tác nó sẽ tốt lên rất là nhiều. Rồi, tôi giới thiệu các thầy cô câu lệnh cuối cùng đó, là để gọi là tìm hiểu các cái tác phẩm văn học. Đấy, thì thôi cái này các thầy cô có thể tự dán cái câu lệnh ra và mình trải nghiệm. Bây giờ thì cái thời gian của nó của cái webinar ngày hôm nay là đã gần hết rồi, đúng nào? Đó, thì các thầy cô có trao đổi gì thêm không ạ?
Rồi tôi biết là công việc mà rất nhiều giảng viên và chuyên viên ở trường ta đang phải làm hiện nay là viết các cái báo cáo kiểm định và đảm bảo chất lượng. Đó nè. Đấy, rồi ở phòng truyền thông thì cũng có của hay là bộ phận truyền thông của các khoa, các bộ môn, hoặc là bản thân các thầy các cô cũng phải làm công tác truyền thông cho môn học của mình, cho nghề của mình, vân vân. Đấy, thì tôi cũng đang tổng hợp các cái câu lệnh nào mà mang lại cái hiệu suất tốt, đó là nó giúp cho chúng ta làm nhanh được rất là nhiều các cái công việc trong cái công tác đảm bảo chất lượng, kiểm tra đánh giá và công tác gọi là marketing đó. Thì cái webinar tiếp theo đó là tuần tới nó sẽ tập trung vào cái chủ đề là đảm bảo chất lượng và truyền thông. Thế là tôi sẽ bổ sung các cái prompt ở dưới này để chúng ta thực hành. Còn lại ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã gọi là làm quen được khá là nhiều, và như tôi có nói ngay từ đầu, những cái prompts này nó chỉ là cái gợi ý để cho các thầy cô thấy được cái tiềm năng rất là lớn của việc khai thác sử dụng ChatGPT trong công việc của mình. Đấy, thì tôi hy vọng đó là các thầy cô sẽ thường xuyên vào đây để thực hành, chia sẻ những cái kết quả của mình. Và nếu mà có cái prompt là hay đó thì các thầy cô cũng vui lòng chia sẻ cho đồng nghiệp của mình ở cái diễn đàn chia sẻ tài nguyên khóa học này này. Đấy, để mọi người cùng nhau học thêm về cái việc khai thác ChatGPT. Cái prompting như các thầy cô thấy ấy, nó đã trở thành một cái kỹ năng rất quan trọng khi mà AI nó xuất hiện. Đây mới chỉ là một cái hệ thống ChatGPT, nó còn có nhiều các hệ thống khác nữa. Nhưng mà thôi, ChatGPT là cái mà tôi thấy có thể giúp được cái công việc của chúng ta trực tiếp nhất, nhiều nhất. Cho nên chúng ta sẽ tập trung đào sâu vào tìm hiểu nó trước. Và như cô Thiều thì bảo là bây giờ chỉ mong có một ngày là 48 tiếng để học. Tôi cũng mong như vậy, nhưng mà thôi. Các thầy cô phải làm sao đấy, phải có cái suy nghĩ khác. Tôi thì giờ tôi thấy là bây giờ với cái sự phát triển của AI như thế này đó, thì chúng ta, chiến lược của chúng ta sẽ phải là làm sao nó thật là khỏe. Bây giờ mình không thể lại được nó, mình không thể gọi là bỏ sức được nó ở rất nhiều thứ rồi, thì mình phải làm sao thật là vui khỏe. Cho nên là mỗi ngày học một chút thôi, đừng có học 48 tiếng đồng hồ. Rồi thầy, ok, có một thầy cô hỏi là có cách nào đó là làm file PowerPoint mà chỉ cần nhập từ khóa vào mà ra luôn file PowerPoint hay không? Có, đúng không nào? Chắc là cái webinar sắp tới tôi cũng sẽ nói về cái chủ đề đó ha. Các thầy cô cho nó dùng ChatGPT viết một cái outline, hay là mình convert cái file PowerPoint mà lâu nay mình làm nó xấu, nó chỉ có text không đó, convert outline mình thấy hết vào, xong nó làm ra một cái file PowerPoint đẹp, hình ảnh là do AI nó vẽ luôn, có bản quyền cho mình, mọi thứ là tinh tươm, sau đó mình chỉ cần sửa chút xíu nữa là mình đang lên lớp mình dạy, có hiệu ứng cái thứ này nọ luôn. Rồi nếu mà các thầy cô không có câu hỏi gì thêm nữa thì tôi xin cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian tham dự cái webinar ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng có khá nhiều đồng nghiệp của chúng ta là không biết là ChatGPT nó làm được nhiều việc như vậy. Cho nên nếu được ấy, thì các thầy cô cũng rỉ tai, đúng không nào? Nói các đồng nghiệp của mình là chịu khó quay trở vào cái dòng đây nè, xem mấy cái recording. Chứ tôi thấy những người tham gia vào những cái webinar này thường là những thầy cô mà đã gọi là thấy được cái sức mạnh của ChatGPT. Còn lại phần lớn mọi người thì đều khá là thấy lạc quan, vô tư, không có phải lo lắng gì hết. Nhưng mà càng gọi là biết những công cụ này trễ thì chúng ta càng mất đi cái sức gọi là cạnh tranh trong cái thị trường lao động. Trường chúng ta cũng vậy, các thầy các cô mà không có làm việc năng suất thì đương nhiên là trường sẽ làm việc không có năng suất. Cho nên là rất mong các thầy cô chia sẻ những cái thông tin về cái buổi tập huấn này để mình cùng nhau đẩy hiệu suất làm việc của cả trường lên.
Thôi còn bây giờ thì xin cảm ơn thầy cô, chúc các thầy cô cuối tuần thật là vui. Hẹn gặp lại các thầy cô trong cái workshop tiếp theo ha, là sử dụng ChatGPT cho công tác viết báo cáo kiểm định đảm bảo chất lượng và các cái hoạt động truyền thông. Xin cảm ơn các thầy các cô. Thank you.